chuyện thiên cung chuyện thiên cung có kể một trường hợp là một hôm ngài mục kiền liên ngài đi lên cõi trời và ngài thấy một cái cô tiên nữ đương nhiên đẹp thì khỏi phải nói rồi bởi vì đương nhiên đã là tiên nữ thì phải đẹp rồi ừ cổ rất là đẹp và cái cung điện của cổ có rất là nhiều những loài chim ừ, bay lượn và toàn là những loài chim quý chim đẹp cất những tiếng hót rất là hay và nó bay lượn xung quanh lâu đài của cổ mà lâu đài của cổ là một lâu đài rất là dễ thương à, rất là đẹp rất là đẹp và cổ có năng lực thần thông ấy. cổ biến hóa đủ thứ loại vải vóc. coi như là cổ muốn mặc cái loại vải gì là nó có cái vải đó cho cổ coi như là chuyện thỏa mãn cái chuyện là thích chân diện nha thích chân diện À, đó là chưa kể là cổ còn có những cô thiên nữ à, múa nha múa xung quanh rồi làm những trò tiêu khiển để mà phục vụ để hầu hạ để giúp cho cổ mua vui đó. thì ngài một kiền liên ngài mới hỏi là à, hỡi cô tiên nữ cô đã làm những cái điều phước lành gì mà cô được cái oai lực lớn lao như vậy cô tiên nữ cô mới nói cổ hoan hỷ quá cổ mới nói dạ hồi xưa đó con khi mà con lấy chồng ấy, con làm được những cái chuyện này nè. À, thứ nhất á, là con là người vợ chung thủy, con không hề tơ tưởng bất kỳ người đàn ông nào khác, dù trong suy nghĩ, không hề tơ tưởng với bất kỳ người đàn ông nào khác. Đấy, cái này khó nha, cái này khó nha. Tại sao? Ờ, tại vì lấy nhau rồi đó thì nó không có giống như cái hồi mà còn yêu nhau Họ à, còn yêu nhau mình thấy toàn mặt tốt của nhau thôi Mình bỏ qua những mặt xấu của nhau tới hồi lấy nhau rồi đó Cái mặt xấu nó bắt đầu nó lòi ra Đó là chưa kể ờ, Ông chồng ông ta xấu một phần rồi ha Rồi chưa kể ờ, Ở nhau rồi ông chồng cũng đâu có còn nhu cầu khen vợ Hồi xưa còn quen thì Ờ, vợ cô gái cổ trang điểm tí xíu là anh ảnh hay khen lắm ảnh hay khen lắm khen ở trên môi đấy khen cái lời khen lúc nào cũng ở trên môi hết trơn mà lấy nhau rồi riết rồi làm biến khen mà lỡ hôm nào cái gì thử để ý của hôm nào ông chồng của mình mà ba mở ông mở miệng ông khen vợ đó. chắc mình đầu mình nhảy số nghĩ chắc ông này một là ông làm lỗi gì nè hai là chắc có vấn đề gì nè ông mới khen chứ không phải không có ngẫu nhiên ông khen đâu đấy nhưng mà bây giờ chồng không khen nữa mà thằng khác nó khen chồng lười khen rồi mà thằng khác nó khen một người phụ nữ mà khi lấy chồng rồi đó mà không tơ tưởng đến người đàn ông nào khác khó lắm đấy. Thì, cho nên cái đó là cái phước đầu tiên của con cái phước thứ hai là gì đó nói nó kỳ đó là cổ thương chồng như thương con Cổ thương chồng như thương con nè, Quý vị chắc cũng biết rồi ha Có nhiều bà vợ đó thương chồng ghê lắm Thương y như thương con vậy đó ừ. Đó là cái phước Đó là cái phước Mà ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Cái bài Kinh là bảy hạng vợ đó Thì cũng có một cái hạng vợ là vợ như mẹ Tức là thương chồng như là thương con đó là cái phước đúng không? đó là cái phước ừ. Thanh thiên rồi um... cái thứ ba lấy chồng cái cuộc sống hôn nhân đâu phải lúc nào cũng vui đâu ừ, nhiều lúc ông chồng ông cũng cà chớn lắm chứ nhưng mà, mà dù cho giận dữ dù cho giận dữ thì cũng không có nói lời thô lỗ dù giận dữ cũng không nói lời thô đấy cái này khó nghe trong khi đó theo như sư được biết và theo như sư kinh nghiệm kinh nghiệm cá nhân cũng như cái sự than vãn chia sẻ từ những người những người khốn khổ khác đó là phụ nữ thì họ hay cần nhận cần nhặt thuốc thôi từ năm này qua tháng khác họ cần thuốc một chuyện họ cứ cần nhận mãi Uh, thì đó thì đó. cái chuyện mà người phụ nữ mà họ không cần nhận thì, họ không cần. Uh, thì uh, đó là cái phước thì đó là phước phước của cổ mà cũng là phước của ông chồng lấy ừ. được một bà vợ mà không cần nhằn là mừng lắm mừng ghê lắm thành ra đó ở đây đó dù giận dữ mà cũng không có thô lỗ Yeah, không có cần nhằn càm ràm, đó là cái phước. Nhắm cho mình làm được không? Rồi cái điều thứ tư đó là gì? Tôn trọng sự và không bao giờ nói dối. Cái phụ nữ ấy, thì cái cái số lượng từ ngữ mà thoát ra khỏi thì người phụ nữ nó nhiều hơn đàn ông. Mà người ta nghiên cứu đàng hoàng nghe là người phụ nữ nói nhiều ít nhất là gấp đôi người đàn ông mà khi mà mình cái sở thích um, sở thích của người phụ nữ là gặp nhau thì thường hay um, tán chuyện hay gặp thì thường hay tán chuyện nhưng mà có gì để ý coi mình nói nhiều á thì rất là dễ mình rơi vào cái trường hợp là mình thêm bớt tại vì một câu chuyện mà mình kể nó đúng y chang cái chuyện vốn có thì nó đâu có gì hấp dẫn mà mình phải thêm bớt thì xin thưa cái chuyện thêm bớt đó là nó thành là nói ừ. ra nói dối ra đi khi mà mình không có mở miệng ra mình nói dối tức là mình đã tạo một cái phước để mà sạch tiên ừ. rồi một điều nữa đó là gì à, cái cô này cái cô tiên nữ này đó hồi xưa khi mà cổ lấy chồng ấy cổ là người có bản tính nhân hậu và biết thương người biết thương người thương từ bên gia đình chồng thương lẫn những người nha. đó là cái rồi một điều nữa đó là gì à, cổ có lòng tin nơi nhân quả nghiệp báo cái này là điểm đặc biệt nha À, chỉ cần mà mình tin nhân quả thôi quý vị, cái phước của mình ấy à, nó được nhân lên gấp rất là nhiều lần, được nhân lên gấp, gấp rất là nhiều lần. Thì giả sử mình làm cái chuyện phước mà mình được một mình được một cái phước nha, à, mà mình có lòng tin nên nhân quả nghiệp báo, cái phước đó có thể nhân lên gấp trăm, gấp ngàn, gấp tỷ lần nhưng lên nhiều lần lắm nhờ đâu nhờ mình có cái niềm tin nên nhân quả nghiệp ừ còn khi mình làm phước mà mình không có lòng tin nên nhân quả nghiệp báo đó, tại vì sao những người mà không theo đạo phật thì họ vẫn làm phước vậy nhưng mà khi mình làm phước mà không có niềm tin nên nhân quả nghiệp báo đó, cái phước mình nó chỗ ra nó có hạn lắm cái gì thành ra cái cô này đó Cô tiên nữ này mà cổ được nhiều oai lực như vậy đó Một phần là cổ tin nên nhân quả nghiệp báo ừ. Cái điều cuối cùng nữa Đó là gì Cổ thích bố thí ừ, Cái này điểm đặc biệt Cổ thích bố thí Mà khi cổ bố thí như vậy đó Cổ bố thí rất là dồi dào à, Hôm vừa rồi đó sư uh, Sư gặp một cô Khi mà cổ cúng dường kẻ tăng Cổ cúng dường Thì cổ lại ưa thích cái chuyện là À, cúng cho thiệt là nhiều cúng cho thiệt là nhiều à, đồ ăn thôi nhà đồ ăn thôi chứ không có không có cái gì khác đâu chỉ đồ ăn thôi nhưng mà cũng thích đó, cúng đồ ăn cho thiệt là nhiều á mặc dù à, cũng có vị phàn nàn là đồ ăn nhiều như vậy ăn không có hết nhưng mà cổ nói, thôi thì mấy sư có nhận cho con vui con thích dân đồ ăn nhiều như vậy đó thì tức là khi cổ bố thí đó, mình có cái lòng bố thí cho nó dồi dào cho nó trội ra thì nhưng mà đặc biệt theo một cái này nữa là cái cô tiên nữ này đó cái cô tiên nữ này đó là cổ bố thí với cái lòng trân trọng nghĩa là sao dù là ở trong thời kỳ không có phật đi chăng nữa mà khi cổ bố thí dù cho cổ bố thí chỉ là một người nghèo thôi thì cổ không có cái sự uh, thiếu trân trọng Nha? cổ luôn luôn trân trọng dù cho đó là người nghèo, Đấy, cái này khó lắm những, để ý coi uh, những người mà giàu á, những người giàu á, đương nhiên thì họ cũng có làm phước, cũng có bố thí nhưng mà nếu mà mình xem uh, yêu cầu họ mà họ phải quý, phải trân trọng, phải tôn trọng những người nghèo á, nó cũng khó lắm. Tại vì mặc nhiên là họ nghĩ là mình ở một cái tầng lớp cao hơn. Cho nên bố thí mà với cái lòng trân trọng nó khó gì. Thành ra đó, khi mình được những cái điều này, khi mình được những cái điều này là mình cho cái kết quả sanh thiên. Và chẳng những sanh thiên bình thường nữa mà sanh thiên là một cái cô tiên nữ rất là nhiều những cái oai lực.